Hôm nay là chủ nhật á, ngày 23 tháng 5 mà ở làng hoa Sa Đéc mình đó bị kẹt xe rồi các bạn ơi. Khách là đông nộp luôn. Thì các bạn có biết nguyên nhân do đâu không? Mình xin bật mí cho các bạn biết nha, đó là cái vườn trà là đó các bạn. Hiện giờ khách thập phương đã về đây để mà chiêm ngưỡng cái vườn trà là. Thì quá trời đông rồi các bạn ơi. Khủng khiếp luôn rồi. Khách thập phương luôn rồi. Một phần thì nếu mà người bên xe tải, xe du lịch á, mình gắn lan lắp để mình quay cho các bạn xem nè. Quá trời du lịch rồi các bạn ơi. Đó, khủng khiếp luôn rồi. Thì mình rất vui các bạn ơi. Vì vườn trà là nè, mình là người quay đầu tiên á, mình truyền tải tới, nhưng mà nhiều người đón nhận á. Và thì du lịch của làng hoa mình nó phát triển luôn các bạn. Mình vui lắm. Người con Sa Đéc mà các bạn. Người con Sa Đéc quảng bá về Sa Đéc. Đó, các bạn quan sát đi, cái lượng xe phải nói là khủng khiếp luôn các bạn ơi. Trời ơi, dữ dội luôn rồi. Thì qua khoảng một tuần hoặc 10 bữa nay á, thì mình biết là cái điểm này hôm nay là đông khách nhất đó nha các bạn. Trời ơi, khủng khiếp rồi các bạn ơi. Khủng khiếp luôn rồi. Quá trời rồi chú Bảy ơi, nghe nói mà không đi công chuyện được luôn rồi. Đang sửa xe hả chú? Dạ, dạ, con biết rồi. Để vô rẽ trái đi. Đó các bạn. Khủng khiếp rồi các bạn ơi. Mình quay tổng quát xung quanh cho các bạn xem đây. Ơi, vui lắm các bạn. Vì về cái cảnh đẹp về cái vườn trà là này đã được những khách tham quan đón nhận và thấy nó đã quá đẹp rồi, là không cầm lòng đặng dù xa ở nương ở đâu cũng phải về đây để chụp những bộ ảnh đẹp các bạn ơi. Cái này mình xin thưa đó là mới chớp sáng rồi nha các bạn. Còn nguyên ngày hôm nay, ngày chủ nhật, mình có hỏi chú Bảy hôm qua mình điện thoại á, thì nói là thứ Bảy rất đông rồi, mà hôm nay á đông hơn ngày thứ Bảy nữa. Đó, các bạn thấy quan sát xe nè các bạn. Đó. Khủng khiếp luôn rồi. Thì những ai chưa đi thì hãy sắp xếp đến. Sắp xếp đến sớm nhất có thể nha. Từ mình quan sát á, thì hôm nay với các ngày đầu tiên mình quay á, là 10 bữa trước á, thì thấy nó giảm phần nửa trái rồi. Thì các bạn hãy tới nha các bạn. Lượng khách thì tới đây á phải nói là quá đông, nhưng sẽ còn đông hơn từ đây đến chiều luôn. Và hôm nay mình cũng có một người bạn ở đài truyền hình Đồng Tháp á, là phát thanh viên, hôm nay xuống đây mình cũng có những cái cuộc gặp gỡ với họ nữa, rồi mình giao lưu và mình dẫn những cái gì mà đẹp ở Sa Đéc mình sẽ dẫn cho em Nhã ra đi. Ồ, quá đã các bạn ơi. Trời ơi, còn tấp nập vô ra nữa cái này các bạn. Mình đã quay ở trong á, và bây giờ phía ngoài nè các bạn, cổng vào nè các bạn, và xung quanh nè đó, các bạn thấy xe không? Và nó có lượng xe du lịch, những xe phương xa ở khắp tỉnh á, về đây quá trời đông rồi. Mình không ngờ luôn á, vì hiện giờ ở làng hoa Sa Đéc á, thì chỉ có điểm này là cái điểm thu hút khách thôi. Vì hiện tại giờ hoa ở Sa Đéc á, thì chủ yếu là khách du lịch tới vào những ngày xuân thôi. Còn giữa xuân này mà khách lại thê tủ vào đây nhiều, chỉ có cái vườn này thôi các bạn. Vườn trà là chịu quả.
À, mình có thấy được một cái bảng đó là tham quan chụp hình không được hái trái. Hái trái sẽ bị phạt từ 500 đến 5 triệu. Đây, các bạn thấy rõ không? Thì cần thiết các bạn ơi. Đông lắm các bạn. Rồi mình sẽ đi vào cho các bạn xem nha. Vì mình sẽ quay sơ qua về những cái cây trà là thôi, nhưng mà mình sẽ quay về khách. Hôm nay khách rất đông, nó vui lắm các bạn. Toan thật rồi các bạn ơi. Chú Bảy là đấm đuối rồi, vì mình là người Sa Đéc, mình thấy cái cảnh này á, tự giờ mình quay chứ vui trong lòng lắm các bạn. Đó, các bạn quan sát đây, mình đang đứng giữa của một cái vườn đây. Đó, đẹp lắm các bạn. Những cái cây mà có chưa trái á, thì hôm nay cái lượng khách này họ tới á, họ cũng đứng giáp hết rồi, khủng khiếp luôn. Vui lắm, vui lắm, vui lắm. Và hôm nay giờ này đông quá, mình sẽ không có mà quay cho các bạn xem cái cảnh mà hái trái, thu hoạch trái. Cho chiều mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem nha. Đi đâu mà khủng khiếp, đẹp quá các bạn ơi. Vui quá các bạn ơi. Thật sự ra mình quan sát những gương mặt của những người mà đi tới tham quan đó các bạn, thì mình thấy rất rạng rỡ, rất rạng rỡ luôn. Vì ngoãn nguyện, vì đi tới đây không bỏ công sức ra, cho dù đi xa mệt, tới đây rồi hết mệt, hết mệt luôn. Chụp được những tấm ảnh đẹp là cái niềm vui rồi. Mình đã quay cái video này là video thứ 5 mình đó các bạn. Quảng bá thì 3 video, giới thiệu 1 video. Và hôm nay video này nè, là video nói về cái lượng khách ở tất cả các phương xa đi về đây để mà tham quan. Quá độc lạ, thì quá lý tưởng, quá thú vị luôn. Quá rồi, để mình sẽ quay cho các bạn xem ở cái đường mà đi ra ngoài cầu Sa Đéc 2 á, có cái lượng khách, lượng xe đông đắp đập không nha các bạn. Mới nãy mình đi vào á, là ở đường ở cầu Sa Đéc 1 đi vào, hiện giờ sẽ đi qua cầu Sa Đéc 2 nha các bạn. Ồ, vui quá, phải chi tiết cho các bạn xem chứ. Đây, sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài vườn trà là đi. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái lượng khách mà về vườn trà là mình đó. Ở ngoài lỗ á, có đẹp không nha. 86 đây, 51 đây. Ôi ôi. Ở xa luôn thì cũng có những cái xe đó các bạn. Ồ, xe vô nữa rồi, để mình quay cái mặt tiền của cái vườn trà là nha các bạn. À, mặt tiền của vườn trà là đây các bạn. Đó, đây là các bạn nhìn vô thấy không, xe là xe là xe mà người là người là người không nè các bạn. Vui quá, vui quá.
Trời ơi, bữa nay á, là trái á, các bạn thì nó đỏ rực hết rồi, nó đẹp quá, và khách cũng đúng đi đúng dịp luôn, là trái sẽ đỏ rực luôn. Nhưng mà mình nghĩ ha, nếu mà trời nắng hứng xíu nữa là siêu đẹp luôn. Thì các bạn mà chưa đi đã xem video này rồi, hãy tranh thủ đi, tranh thủ như các bạn, vì còn một tuần nữa. Thì mình nghĩ nếu mà trời không mưa thì khoảng 10 bữa, còn nếu mà trời mưa có khi nói một tuần, mà không chừng là sẽ sớm hơn nữa. Thì tranh thủ nha các bạn phương xa. Còn mình nghĩ những bạn mà ở Thread á, và những bạn ở gần đây đó, mình nghĩ sẽ đi rồi, vì cái này đã 10 ngày rồi các bạn. Mới nãy mình chạy vào á, phải nói là xe kì nhích luôn nha các bạn. Xe mà đậu hai bên đường là kẹt liền, giờ phải sắp xếp lại là gọn hơn mới được, hoặc là có bãi đậu xe, hoặc là đậu ở ngoài trước các bạn ơi. Quá rồi. Thì các bạn ơi, mình xin kết thúc clip ở đây. Mình cũng quay cho các bạn xem sơ bộ về cảnh người dân ở phương xa về đây để tham quan vườn trà là, và cảnh xe đậu tấp nập, và thú vị nữa là khách đó đi tới vườn trà là đó, mình thấy nét mặt rất rạng rỡ các bạn. Rồi mình xin kết thúc clip nha. Thì các bạn thấy video á, mình nói về Sa Đéc này, về du lịch của Sa Đéc, về cảnh đẹp Sa Đéc á, thú vị á, thì các bạn hãy like và đăng ký kênh mình nha, chia sẻ cho nhiều người cùng biết để đến tham quan cái này nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì các bạn theo dõi thêm á, là mình sẽ quay hôm nay nữa là về thu hoạch trái nha các bạn. Mình sẽ cùng chủ vườn luôn thu hoạch trái. Nó cũng thú vị lắm các bạn. Trái ăn được nha, thơm bụi lắm. Bye bye. Bye bye.